Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 thì chúng tôi lại giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một siêu phẩm nữa là một mẫu hoành phi hay còn gọi là đại tự. Chúng tôi làm 100% bằng chất liệu gỗ gụ. Bức hoành phi này có kích thước là 1m97 nhân với chiều rộng là 67. Toàn bộ phần ván là chúng tôi làm dày 4 phân liền khối. Còn phần cháp nổi bên trên là chưa tính, còn phần liền khối là 4 phân. Chúng tôi đang quay rất gần cho quý vị xem này. Chúng tôi làm bức hoành phi này bên trong là lồng cuốn thư, hay còn gọi là đại tự lồng cuốn thư cũng được. Những đường nét hoa văn đã được chúng tôi chạm khắc rất là tinh xảo bằng đôi tay của người thợ mộc kỳ cựu lâu năm. Cuốn thư là chúng tôi chặt gấm hoa chanh. Tôi đang đưa sát máy quay lại cho quý vị xem này. Cuốn thư chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Bên trên là có Long Chầu, Mật Nguyệt, bên dưới là Hổ Phù. Đúng với lối cổ của các cụ ngày xưa đã để lại. Toàn bộ bức hoành phi này là chúng tôi đục bằng tay hết. Không can thiệp đục CNC. Hoành phi gỗ gụ đục CNC thì giá thành nó rẻ hơn rất nhiều so với đục tay kỳ công hơn. Quý vị nào mà muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên tỉnh Nam Định, theo hai số điện thoại 0986 88 3349 hoặc 0985 22 6684. Chúng tôi sẽ giải quyết những thắc mắc của quý vị về thông số kỹ thuật, kích thước, chủng loại. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên mua kiểm tra hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách, tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bức hoành phi chúng tôi vừa giới thiệu đây là một đơn đặt hàng của một khách hàng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chúng tôi cũng bàn giao trong thời gian sắp tới đây, trong dịp Tết Nguyên Đán này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ kênh một ngày càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.